quan hệ nam nữ với Lan Nhan gì vậy? Thành Phi nó không thích bị người ta xì lo. Đi lát tới vậy thì nhờ đừng có lớn tiếng quá. À, thì khói hợp sao để khách sáo với nó. Nó bao nhiêu lần rồi, cứ như là gió thổi bên đây. Nó vậy á. Để mở cửa. Hello, em muốn kiếm con mèo. Con mèo. Anh chị đi gỗ hả? Không phải. Em không có để anh chị. Em đưa con mèo xuống công viên chơi. Chị mở cửa cho em. Đưa nó xuống công viên chơi chứ. Thả ra chạy, không chạy luôn. Rồi máy không trả lời, thì không biết nó muốn cái gì. Không biết chừng nào nó sẽ về, hay làm vô tắm trước đi. Sao gì thế vậy anh? Không phải sớm đâu, là em trễ thôi. Em đứng lại. Bây giờ chuyện gì chứ? Anh cũng muốn biết là chuyện gì. Em đánh lộn ngoài phố, còn bị đưa lên tiền cảnh sát nữa. Xảy ra chuyện gì chứ? Nó thấy ghét thì đánh nó thôi. Bây giờ, em làm cái gì đây? Thấy ghét là đánh người ta hả? Anh đừng có hỏi nhiều mà. Em có lý do của em. Anh biết là lý do gì? Vì là ta mà. Anh thì thấy em lên xe của bà đó. Từ chối. Em không biết những ai, anh không biết ai em. Nhưng mà không có chồng nữa. Em biết anh đang làm gì không? Chỉ cái gì anh là trong sạch đó. Em làm sao biết? Mau đi tắm đi, trời có gì chưa anh? Hey.
nào được làm cha đi. Em cũng muốn giống như anh vậy, chỉ là anh không nên thân thôi. Yeah, have to play hard to get your own day, không phải desperate. Thank you.
Oh no. She did it not before he joined. You're fine. Oh, caught. Lòng tên đi. Chịu tin lòng tên. Ồ. Còn tự tin thì chú trust in general. Ồ, confidence. Ủa sao đang ở chung nhà vậy? Thì con không biết là sao ngủ thế là chung với sếp nhỉ? Nhà bao nhiêu phòng mà sao ở cùng luôn rồi ta chơi vậy? Nắng chẳng hiểu nhà này có bao nhiêu phòng nữa. Ai bên một người là phải có một phòng. Dạ. Ba phòng. Đâu hai bà già. Thì thế. Tôi nghĩ chết. Giờ con nghỉ chết. Giờ con giờ nói tôi đi xếp nghĩa cái bà già kia với gái kia đang ngủ in a separate apartment. Người này chỉ có thăm vì không có muốn si cái vợ. Chơi rồi về nói nhỏ hả? Nói gì cũng vậy.
mình. Phải. Bạn Chi không có nhớ cái part kia làm gì không? Person. Disappeared. Yeah.
Don't go gọi her coi. Thank you.
mua vàng thì đi bên này. À, bên đây, bên đây. Bye bye. Chúng còn quay đèn gì? Như vậy trước nhà. Bye bye. Giờ phải con quên là mình cắt nên hẹp. Chưa có thể nói về phi đi impregnated a girl bằng donut true.
Không phải. Yeah. Oh yeah, mình không có real trên này. Thank you.
Bye.
She could JM much more. Mm-hmm.
Don't trust her. Thank you.
Của show mà mày. Đây là áo của thằng Phi đó. Cảm ơn. Làm phiền anh em.
cho nó lão. Good chance of that happening to the low. Nói vậy quá. Chị nói cắt gì vậy? Appendix. Ồ. Thank you.
In the past, không có sure nếu người ta có mấy điều kia. Thank you.
Good boy, cheat on him with a lot of guys. Yo, boy, go ahead and cheat on him. Why? Yeah. Thank you.
chuyện với tụi thùi. Bà hỏi tôi là thank you.